Nguyễn Hữu Tô xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì đột nhập vô tới tới kho nhà của anh Thắng luôn để cập nhật giá xe cho anh chị các bạn mình nè. Chào anh. Hello, xin chào anh chị em. Thì đến với cửa hàng thì nói chung là kỳ này thì rất là nhiều xe, mà đặc biệt những dòng xe lướt để phục vụ cái dịp Tết này cho anh chị em. Ai có nhu cầu mua sắm xe và phương tiện đi lại thì cứ liên hệ với em. Bên cửa hàng có rất là nhiều những dòng xe đa dạng chủng loại luôn, từ xe có vài triệu có đến vài chục triệu có đó. Anh chị em mình là cứ có nhu cầu tới. Còn bên em cũng đang hỗ trợ rất tốt là mấy cái chương trình bán trả góp, rồi là đến bán online. Ví dụ như ai mà chưa có kinh tế, còn cần phải hỗ trợ về tài chính thì cứ liên hệ với em. Những cái xe mà dưới 40 triệu thì anh chị em không cần phải trả trước đó. Còn nếu mà anh chị em nào mà đã chuẩn bị được một vài triệu rồi thì trả cho nó bớt cái đấy thì tùy ý nhé. Chỉ cần cầm chứng minh nhân dân hoặc căn cước trên công dân tới là ok. Và bên cửa hàng cũng có bán online ở xa, ship xa cho anh chị em không có điều kiện tới, ví dụ như là miền Trung, miền Bắc hoặc cao nguyên đó. Thì anh chị em mình ví dụ những cái xe như thế này bên cửa hàng bán hai mấy triệu, anh chị em gần đặt cọc chừng đôi ba triệu là em sẽ ship xe đi cho anh chị em mình. Khi mà giao dịch online thì anh chị em mình nhắn tin qua Zalo, xác minh xe, xác minh người trực tiếp với em thì anh chị em mới chuyển cọc nhé. Đó, nhưng mà anh chị em phải chuyển cọc thì em mới chuyển xe đi được. Và cái thứ hai nữa là đang bên cửa hàng đang áp dụng một gói trả góp online. Đó, áp dụng trên thẻ chip căn cước công dân, thẻ có gắn thẻ chip nhé. Nếu mà ai có nhu cầu thì cứ chụp hình gửi qua cho em để em sẽ đưa cho nhân viên ngân hàng sẽ tư vấn cho anh chị em mình. Đó, như vậy là cái mùa này, dịp cuối năm này, ai mà chưa có phương tiện đi lại thì cứ liên hệ với em nhé. Tuổi thì từ 20 đổ lên là ok rồi, cho đến 59 tuổi đó, không cứ từng đó là được rồi, không cần phải trả trước. Rồi đây thì em sẽ giới thiệu xe. Như ở đây thì trong này thì có hai chiếc Liberty đời 2017, cái này là phun xăng điện tử rồi là thắng ABS rồi đó, gọi là Liberty S này nhá. Cái con ngoài đây là biển số 75E1 22103, con này là 27.900.000, phiên bản thắng ABS. Còn con bên đây là biển số 70D1 36586, con này thì giá nó rẻ hơn 1 triệu là 26.900.000. Và rồi ngoài ra ở đây thì có một chiếc Winner chỉ giá là 24.900.000 đó, máy móc thì zin nhưng mà nó cũng gắn lại cái này rồi. Hôm nọ nó thiếu cái này mua lại rồi cả nhà nhé. Có được lên cable thôi. Tất cả là cùng zin. 24.900.000. Con này thì khách mới cọc xong. Rồi cọc thì. Rồi, mình sẽ lần lượt ra bên ngoài nha anh chị các bạn mình. Đây. Ra nút biển số thành phố. Khóa chìa 2017. Giá là 17.900.000. Đó. 17.900.000 thôi. Xe thì bao đẹp. Rồi, AB 2015. 2015 thì bên cửa hàng còn đâu 2-3 chiếc cả màu trắng, bên kho bên kia vẫn còn. Hiện tại ở đây thì còn con này thì giá là 20.900.000, biển số 95H1 17929. Đó, 17929, 2015 nhé cả nhà nhé. 2015 ghi 2013 ra đầu bò. Rồi tiếp theo là con AB phiên bản đen nhám. Đen nhám khóa chìa giá là 28.900.000. 28.900.000 ạ. Ok. Xe đẹp. Rồi, sẵn ở đây thì mình cập nhật đây luôn đi anh Thắng. Ở đây dài dạ. Ga luôn đi. Ngoài rồi. Bên ngoài thì còn tay ga nhiều nha anh chị các bạn ha. Cứ từ từ đi. Như con Sachia dạ. Và Sonic thì bên cửa hàng hiện tại là còn duy nhất có 2 chiếc thôi cả nhà nhé. Con Sachia này là giá là 39.900.000 mà đang được giảm giá 1 triệu. Đó. Và con Sonic là con Sonic đây là giá là 37.000.000, đã được bao hồ sơ. Đã, giá là rất tốt luôn ạ. Mùa này giá rất là rẻ luôn. Rồi Winner V1. Phiên bản sơn 3D 25.900.000, biển số 60B6 44454 luôn, biển số rất là đẹp. Con kế tiếp, con bên đây là biển số 75E1, con đó là 24.900.000. 24.900.000. Anh chị em chỉ cần đem chứng minh nhân dân tới là nhận xe đó, không cần trả trước nhá. Đó. Nhân dịp này thì anh chị em nào mà mua sắm thì nhanh tay. Rồi tiếp theo
là con này 2017 màu đỏ, như đỏ, đỏ xanh, đỏ xanh đỏ nhám. Con này là 24.900 thôi, biển số 67. Và màu vàng đây. Vàng. Vàng tươi. 24.900 biển số 36 B5 69646. Và con bên đây nữa là biển số 69 26.900 là phiên bản 2019. Đó, phiên bản 2019. Cam đen. Cam đen 22.900. Cái giấy nót rất đâu mất. Rồi. Tiếp theo là đen nhám. Đen nhám là con này là biển số 59, 59E163564. Đó. Và tiếp theo con bên đây. Con này là 27.900. Phiên bản 2019, cặp tay thắng nhầm. Đó, con này là biển số 60. Thì đấy là dòng Winner V em vừa giới thiệu. Thì cái video trước anh chị em mình xem để ý là cũng hiểu rồi, cũng biết rồi, đúng không? Ngày thứ bảy chủ nhật và ngày hôm nay thì những cái này là mới, còn con màu vàng với con màu cam thôi. Còn đâu là hàng mới cập về đấy. Mới về. Mới về đó. Cái lâu trước thì mình khách mua hết rồi. Rồi, ok, nói đến Vision thì đây ạ, có đủ dòng đủ đời. Hả? Vẫn 32.900. Rồi đó, Vision thì bên cửa hàng đang hỗ trợ giá rất tốt đó. Đang giảm 1.900.000 một xe. Các chị các em ai mà có nhu cầu thì ghé ủng hộ em nhá. Đầu tiên con này là giá là 14.900.000, giảm 1.900.000 là còn có 13 thôi nhá. Đó, đó là Vision. Còn bên đây 15.900.000, giảm 1.900.000 là còn có 14 triệu thôi, biển số 93D1. Còn màu đỏ. Màu đỏ đây ạ. 66. Con này 21.900.000, biển số 66, 21.900.000 là được còn 20 triệu này. Còn bên đây cũng vậy này, 21.900.000, con này biển số 83 này. Đó. Rồi màu đỏ đô, đỏ đô 22.900.000, biển số 84E1. Xe nó mới lắm, máy móc thì cực kỳ ok luôn. Có bảo hành cho anh chị em mình, khi mà mua bán em bảo hành máy móc là 6 tháng. Rồi ra đến màu đen nhám. Đen nhám thì có 1, 2, 3, 4, 5 hàng cũng mới về. Con đây 29.900.000, biển số 70. Đó. Còn giảm 1.900.000 là còn 28 triệu này. Khóa chỉ khóa thông minh nha các bạn nha. Smart key. Con bên đây là 28.900.000, biển số 71B3. Con này được giảm 1.900.000 là còn 27 triệu này. Và tiếp theo con bên đây là 28.900.000, cũng được giảm 1.900.000 luôn, biển số 67. Đó, là còn 27 triệu ạ. Con biển số 62 này, 2020, 29.900.000. Con này cũng mới về xong. 29.900.000 nhé cả nhà nhá. Rồi tiếp theo nữa. Con này biển số 61D1, 29.900.000. Đó, được giảm 1.900.000. Và màu trắng. Ở đây ạ. Màu trắng ở đây thì 22.900.000. Con ở ngoài này cũng vậy. Con ở ngoài biển số 70, con bên trong này biển số 66. Vậy chi là Vision nó ngấp ngó nó mười mấy cho đến 20 triệu là có xe. Đó. Vision thì rất nhiều. Rất anh chị các bạn có quan tâm thì cứ đến cửa hàng mình lựa xe nha. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ đi từ đâu anh Thắng ơi? Alo. Xe quá trời đâu không biết đi từ đâu. Lại đi từ trong đi ra. Vậy là mình đi bắt đầu từ cái dãy trong nha các bạn mình nha. Đó, có rất là nhiều xe luôn anh chị, mình đến cửa hàng tha hồ lựa luôn nè. Ai trong cùng này là em thấy là con tay ga mà nhỏ gọn gọn xinh xinh nè. Con này là C copy, xe nhập nguyên chiếc. Nhập Indo, xe chạy rất chi là ngon luôn. Đó, rất là gọn gàng luôn nha chị các bạn mình ơi. Hãng Honda nè. Con này đời 2019, giá 35.900.000 nè. Anh nghe nè. Đó, biển 65 Cần Thơ luôn nha chị các bạn mình ơi. Đó. Rồi. Giật rồi à? Xe cái màu xám. Ok. Rồi ok. Ra bên dãy bên này. Dãy này ngoài này thì có như là BCS nè, NBS nè, AB Thái nè, đó, có đủ luôn. Ôi anh chở được đâu, làm sao mà anh chở được. Thắng đang bận nói chuyện với khách nha anh chị các bạn mình nha. Con này BCS đời 2015, bao hồ sơ nha anh chị các bạn mình, giá là 30 triệu, xe đen nhám. Đấy, xe còn khá đẹp nha.
Thôi được rồi, mai tính. Đây. Biết đâu em lại nổi hứng thì em qua đây thì sao nhá. Hoặc là anh mai, ngày mai anh lại rảnh thì sao. Rồi bên cạnh thì có NBX màu trắng Ngọc Trinh luôn. Rồi, con này rồi. Thì đời 2017 nha anh chị, con khói 155 nè. Rồi, BCX. Tới bên đây nè. Con NBX nè. Đến NBX thì dạ còn 24 chiếc. Là ý là còn 4 chiếc chứ không phải còn 24. Con này là 25.900 biển số 83. 150 tháng ABS, 155 ABS khóa Smokey. Còn bên đây cũng vậy luôn, 25.900 luôn. Biển số 95 H1 28617. Đấy. Và đây thì con 125. 125 phiên bản đủ. Phiên bản đủ là khóa Smokey và tháng ABS đấy ạ. Dạ, chỉ có 22.900 thôi. Đó. Rồi tiếp theo màu xanh đây nữa. Xanh GP đẹp lung linh luôn. 26.900 biển số 63B1 111453. Đó. Và bên trong kia là em hiện tại là còn hai chiếc AB Thái. Giảm giá rồi mấy anh em, mấy anh đến thì xong. Em giảm sâu lắm rồi đấy. Có một cặp kêu, kêu là giảm nữa thì con này thì hiện tại là giá của nó là 46.900, đã có bao hồ sơ AB Thái 21 máy zin ạ. Đó. Thì cái này thì em có bớt cho anh chị em là giảm giá là 1.900.000 một xe, vậy chỉ là còn 45 triệu thôi ạ. Dạ là hai xe đồng giá 45 luôn đó các bạn anh chị mình, nếu mà lựa chiếc nào được ưng thì mình cứ mua thôi nha. Rồi, ra bên ngoài thì có là SH Mo nè anh chị ơi. SH Mo nè, còn nhiều nha. SH Mo Click Vio Click Thái. Mấy hôm thì anh mấy anh em cứ hỏi mãi Click Thái có không anh? Thì có rồi nên mà Click Thái bên trong, còn bên ngoài là Vario trước đi. Vario. Thì hai con này thì nhìn nó cũng giống giống nhau cả nhà nhá. Đó, một con là 39.900 Vio 150. Và một con nữa là 45.900 là Click Thái. Đó. Ôi SH Mo. Mo kỳ này thì 2468. Đây. Đó, đủ màu luôn. Đây là mình còn như là 2 4 6 chiếc à anh Thắng. 7 chiếc. Còn ngoài kia đó, mà trước. Rồi, đầu tiên là con này con biển số 61/2015, giá chỉ 41.900 thôi. Đó. Rất là đẹp ạ. Tiếp theo cũng là màu xanh. Theo. Đời 2015, 41.900 luôn anh chị ơi, biển Đồng Tháp luôn nè. Còn bên đây biển 61. Rồi tiếp theo là con biển số 61 luôn, con này 2015 luôn, cũng 41.900. Ba con đồng giá luôn nhá. Ba con đồng giá luôn. Ba chiếc đồng giá. Các bạn anh chị mình có quan tâm thì có đến để lựa xe nè. Rồi, tiếp theo nữa, màu này xanh phiên bản đời 2019 nha anh chị. Cái này biển cũng là 61 luôn nè. Alo. D205864. Giá 55.900 nha. Nhiều. Đó, con này thì đẹp hơn. Đó, giá nó cao hơn và đi ít hơn nha anh chị các bạn mình nha. Biển số cũng lung tung khắp em ơi. Đó, tiếp theo thì màu một con này màu gì? Kem hả? Màu kem. 769 à. Có gì em cứ lên đi, anh đang quay video xíu nhá. Đó, đời 2018 nè anh chị các bạn mình ơi, giá 50.900. Đó, xe màu kem luôn. Cứ lên mà lựa. Đúng rồi. Alo à. Đó, và một em màu trắng. Alo. Cuối cùng. À, trắng cuối cùng này thì giá. Alo. Giá thấp nhất đây. Giá thấp nhất 39 triệu. Vâng, nghe nè anh ơi. Đời 2015 bị 61 nha anh chị. 68022. Đó, cái này là thấp nhất trong cửa hàng luôn. Rồi anh chị các bạn mình có quan tâm mẫu SH Mo thì cứ đến cửa hàng xem xe test máy ưng thì mình cũng mua thôi nha anh chị các bạn nhé. Số 5 đường Lý Thường Kiệt, ngã tư Đồi Mồi ạ. Ngã tư Đồi Mồi, anh hỏi người ta ngã tư Đồi Mồi giúp em cái. Đang nói chuyện với khách nha anh chị các bạn mình thông cảm nha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi gần chợ Di An. Ra bên ngoài cách chợ Di An 1 km, địa chỉ nhà là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương. Đó. SH lớn nè. Số 5 đường Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương, gần ngã tư Đồi Mồi. AB đề cao cũng có luôn.
Rồi đây thì mình sẽ lần lượt đi vào trong này, mình cập nhật vài ga nha anh chị các bạn. Mình anh đây. Ở đâu tới? Qua con. Anh đi từ đâu? Ở đây mình còn một chiếc BCS nữa nè. À bên lái thiêu thì ngã tư 550 qua ngã tư 550 một xíu đến 2018 chỗ công ty Iyazaki thì quẹo phải vô xe màu xám. Đường Lý Thường Kiệt. Xám xám này ta kêu bằng xám. Đấy cái đèn xe nó đỏ đầu tiên là tới rồi nhá. Đó. 150. Con này là 150, biển số 59U219695. Đó. À, giá 59 triệu. Rồi. SH đỏ tươi luôn. Con này được lên nguyên một bộ áo ý luôn nè. Đặc biệt lên nguyên một bộ áo ý mới luôn nha anh chị các bạn bên đây. Mới ken luôn, đời 2015 nha. Một con này 150. SH thì con nó lên áo ý. Xe nói chung là tuyệt vời lắm nhá cả nhà. 2015 giá chỉ 59 triệu 9 thôi. Còn ra đến bên ngoài đây là LED 2 tầng đây ạ. LED 2 tầng. À, con này là 77 triệu 900, biển số 75K1 ABS luôn nhé. Đó. Còn qua đây con này là biển số 15 2019, 89 triệu 900, là 150 nhé cả nhà nhé. 150 tiếp theo 88 triệu 900, 2018 biển số Sài Gòn 59M209460. Rồi tiếp tục là biển số 92N109379 này 2019. Con này là 59 triệu 900 đấy ạ. Rất là rẻ. Và qua đây nữa con màu trắng này luôn cũng 59 triệu 900 luôn. Đó. AB. AB một cặp này là 46 triệu 900 là phiên bản ABS 150 ABS. Thì hai con này thì em sẽ giảm giá cho cả nhà mình là mỗi xe là 1 triệu 9. Vậy chi là còn có 45 triệu. 45 triệu nha thì các bạn ở đây đồng giá. Rồi, bên ngoài này còn một lô SH nữa nè. À, rất là nhiều luôn. Mình vô trong luôn anh Thắng ơi. Cập nhật từ trong vài ga luôn nha. Rồi, tiếp theo SH con trắng này là 150, biển số 48 cả nhà. Đó, 150, biển số 48. Con này là 77 triệu 900 nhé cả nhà nhé. Rất là rẻ luôn, máy móc thì bao luôn cho anh chị em mình luôn. Xe màu trắng tinh tươi luôn. Trắng luôn. Trắng ngọc trinh luôn. Và đây, con màu đỏ này cũng là 150. Kệ đến rồi. Con này 150 luôn ạ. Đó, 150. Con này biển số 71. Con này là giá là 89 triệu 900. 89 triệu 900. Rồi. Tiếp theo ok đó, LED 2 tầng thì rất là đẹp nhá cả nhà nhá. 150 luôn, biển số Sài Gòn, con này màu xám lông chuột màu bạc, giá là 86 triệu 900. Rồi tiếp theo LED 2 tầng tiếp màu đen 150 luôn, con này cũng bao hồ sơ cho cả nhà mình luôn đó, bao cả nhà mình luôn. Con này là giá là 81 triệu 900. Rồi, tiếp sang đây là mẫu 2020. 2020, này hết bực mình. Con này là giá là 93 triệu 900, là 150 cả nhà nhé. Và sang đây, 89 triệu 900. Đó, 89 triệu 900. Thì cái mẫu LED 2 tầng với mẫu này nó khác nhau ở cái đèn đấy. Cái này là đèn đây. Trên này là cái đèn đầu mi. Đó. Mẫu mới bây giờ nha anh chị các bạn nha. Đó. 150. Tiếp theo 150 giá là 95 triệu 900. Biển số 71 B4-23970 150 ABS. Và qua đây. Đó. Tiếp tục. Con này là đã được úp một dàn áo ý rất là đẹp. Dạ gần ngã tư Đồi Mồi nhá. Rồi con này luôn anh. Rồi con này thì nó được úp một dàn áo ý chính hãng từ trong hãng. Úp dàn này thì cũng tốn lắm, tốn mười mấy triệu, gần 20 triệu. Thì con này cái giá của nó là 82 triệu 900, biển số 73. Cái này là đời 2020 thắng ABS luôn cả nhà nhá. Dạ. Đó, rất là đẹp luôn.
Rồi tiếp theo ở đây có một con này là hôm nay là nó mới cập bến xong. Nói chung là nó như một chiếc xe mới, bởi vì xe nó ơ đo mới có 1.000 km thôi. 1.000 km thì mới gọi là chưa thay nhất lần đầu. Nó nói là úp inox là toàn diện luôn nè anh chị các bạn mình ơi. Đó, đầy đủ luôn, inox hết. Sáng trưng luôn. Đây, đây còn có úp cái inox nữa nè. Giá là 91.900.000, nhìn rất là đẹp. Đó, anh chị em mình mà mua về là sẵn đổ xăng chạy thôi. Như một chiếc xe mới luôn ta ơi. Mới. Đây. Rồi, tiếp theo thì đây, cũng một em mới mo vừa mới về nữa. Mo mới về xong. Con này cũng rất là đẹp ạ. Con này biển số 60C148913. Xe màu trắng đen nha anh chị. Máy chạy em gu luôn. Rồi. Ok. Rồi tiếp đến thì công tay. Công tay thì đợt này Accenture còn nhiều nha. Đó Accenture nè. Đó, cả có cả VinX luôn. Đầu tiên mình xem từ đây về. Đầu tiên là con này là 26.900.000, biển số 67 00250, màu trắng đỏ. Tiếp theo là 26.900.000, tiếp là màu xanh in sơn 3D, biển số 67G1 luôn. Đó. Còn màu xanh GP này thì con này giảm hoài, không mua nó có lỗi gì đâu. Giá là 25.900.000, mà trong cái gói vừa rồi, trong cái gói giảm 1.900.000 một xe trong cái lô ẹt trước ấy, thì hiện tại là còn duy nhất con này, thì em vẫn giảm giá cho cả nhà mình luôn, là xe là còn 24.000.000 nhé. Xe màu xanh GP nha, rất đẹp nha. Rồi tiếp theo là màu xanh sơn 3D GP, biển số 95, 26.900.000. Rồi sang đến đây là con này con biển số 60F2 39112. Con này 24.900.000 thôi ạ. Rất là rẻ. Và qua bên đây là 26.900.000 phiên bản tem chùm 2017. Đó. VinX thì đấy, đây còn hai chiếc. Còn rất là nhờ. Đây còn hai chiếc, với lại chiếc kia mới về xong. Hôm bữa là video trước anh chị các bạn mình cũng đã thấy anh VinX rất là nhiều luôn. Hôm nay thì còn mấy chiếc. Con này là 26.900.000, biển số 69. Và con bên đây là 28.900.000, biển số 36B6. Dạ. Còn con ngoài kia 28.900.000. Con ngoài này 28.900.000 à? 28.900.000. Con đấy mới cập nhật xong. Mới về. Vậy chỉ là VinX còn có 3 chiếc. Anh chị các bạn mình có quan tâm mẫu xe nào thì mình cứ nhanh liên hệ qua hai đầu số điện thoại trên màn hình để gặp anh Thắng tư vấn thêm nha. Đó. Rất là nhiều xe. Và bên kho bên kia thì còn một số xe đi làm rồi, xe đi chơi cũng có luôn. Giá tầm vài triệu cũng có nữa. Anh chị có quan tâm thì cứ liên hệ nha, hoặc đến chị. Đi luôn hả? Mời quý vị qua bên đây. Tiếp tục. Rồi ok. Đó, mình quay tặng mắt cho anh chị các bạn mình coi luôn, hay dễ. Thích thì mình cứ mua về mình đi làm nè. Xe rất là bền luôn anh chị các bạn mình ơi. Đó, đủ loại luôn. Chị mình tha hồ lựa nè. Đó, qua đây. Dạ đây, đó. Liberty Vespa AB đầu bò S135, đấy, Winner, Aslo, Avalet, đây vân vân vân. Và Lit. Đây Lit 20.900.000, biển số 61. Đó. Acelo đây có 10.900.000 thôi. Con này 10.900.000. Còn con Winner này là 25.900.000, màu xanh. Đấy nha. Nói chung bên kia động trần. Còn S135 thì con này là 15.900.000 đây. Chả nhớ biển số nữa, con này là 16.900.000 mà đặt giảm 1.900.000 cũng mà vàng đấy. Là bán 15.000.000 này. Còn bên đây là 17.900.000 này. Dạ. Yeah. Rồi. Con Jupiter này thì đã được đặt cọc này. Đó. Con Sirius này là 10.000.000 này, 2016. Sirius FE này 8.000.000 này. UERS 8.000.000 này. Đó. Sirius 9.900.000 này. Đó. Còn ngoài ra ở trong kia. Cái con AB đầu bò thì 13-14.000.000. Sirius FE thì 10 con kia cũng mới đổi hôm qua xong. Dạ. Ờ.
Arcelo này nhiêu anh? Arcelo 10.900.000 luôn, biển số 47. Con S màu trắng xanh 2014 nó là 19.900.000 mà giảm 1.900.000 còn 18.000.000. Còn con Sirius FI. Con đấy là đời cao luôn á. Con đấy 13 chứ bán anh chị em mình 12.900.000. Đó. Còn con Sirius kia nữa. Con đấy bán mấy triệu nhỉ? Bán 8.000.000 luôn. 8 triệu. Chặt quá chả vào được. Sigurd. 8.000.000. Sigurd có 8 triệu nha. AB 215 20.000.000 à 19.900.000. Đó, con AB màu trắng nó 19.900.000 và con UA đấy là 12.900.000 luôn. Con này phải khách 150. Cái này khách đặt cọc rồi. Con này cọc anh. Đây ở trong đây có con MSX 2017. Con đó là 28.900.000. Còn con này thì khách cũng cọc về Lâm Đồng rồi. VinX cọc rồi. Rất là đẹp. Đây Vespa. Vespa phun xăng điện tử 15.900.000. 15.900.000. Dạ, Liberty 13.900.000, Vespa đỏ 15.900.000, Liberty trắng 13.900.000 tiếp. AB đầu bò chỉ 13-14.000.000 thôi. Novo 6 kia là 15.900.000 một chiếc, màu đen và màu xanh. Đó. Đen vàng và màu xanh bạc nha anh chị. Rồi. Xuống dưới đây hàng Novo 5 này cứ 11.900.000 một chiếc ạ. Đó, anh chị em mình thoải mái mà lựa. 11.900.000. AB đầu bò màu vàng đồng này, biển số 93 này là 14.900.000 này. Đấy. Còn Liberty này hình như là đặt cọc rồi. Con này là 16.900.000. Đó. Còn con đây, AB đầu bò bên đây 13.900.000 màu đỏ, máy móc cực chất luôn. Đó, AB đầu bò ha. AB đầu bò đây nữa, 14.900.000 ạ. Qua wow, đây có Novo 4 cũng còn nữa nè. Novo 4. Novo 4 này thì con bên ngoài màu vàng bên ngoài là 6.000.000. Còn con bên trong này là 6.900.000. Xe máy móc thì bao ngon, khung sườn chắc chắn anh chị em mình đi làm. Đó. AB đầu bò đây. Con này là 14.900.000. Biển số 61. 61D1. AB đầu bò đợt này cửa hàng anh Thắng còn rất là nhiều AB đầu bò nhé. Ui, con Ui S này đời 206 này là biển số 63. Giá là như thế nhỉ? 7.000.000, 7.900.000. 7.900.000, máy móc thì bao ngon. Còn con Ui RS ở bên đây bán cho anh chị em mình 8.000.000 thôi, máy nó ngon lắm. 8.000.000. 8.000.000 cho anh em mình đi xe phương tiện đi làm nhé. Alo. Đó thì anh chị các bạn mình có quan tâm mẫu xe nào thì cứ đánh ngay địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương ha. Không, vừa qua ngã tư hoặc mình xe đỏ, alo hai đầu số điện thoại trên màn hình có Zalo luôn nha anh chị các bạn mình ơi. Đó thì video em chỉ cập nhật tới đây ha. Cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn trong những video tiếp theo. Vừa qua ngã tư cái là bên trái. Chào anh. Bye.